Đó, cả nhà mua mua chè xong rồi, bây giờ cả nhà ăn chè đây. Cái này là cái gì? Sâm Bổ Không nhớ được. Lượng. À, chốt mọi người tay. Ok, sâm Bổ Lượng nè. Nè, sâm Bổ Lượng đây các bạn nhìn rất là ngon ha. Chốt mọi cái muỗng luôn. Nó có cái gì đây? Để coi. Có củ năng nè. Củ năng nè. Rồi rong biển, táo tàu, rồi nhãn ha, nhãn nhục nè, rồi hạt sen. Đó, rất là ngon. Ok. Rồi, của con cũng giống luôn, của Út là ăn cái này là cái gì ta? Bánh lọt. Ngon quá. Cái lầu này tôi có nước cốt dừa. Cúc Có dừa bào nè. nè À, cúc cúc rồi có đậu phộng, bánh lọt. Ý, cái này là chè. Nhà mời cái này là chè các bạn, chè thập cẩm. Rồi có bánh lọt, rồi các loại đậu nè, đậu xanh, đậu đen. Rồi nước cốt dừa. Rồi ôi quá trời luôn, ngon quá. Ok, dạ ha. Em ngồi đâu? Em ngồi gần xích qua. Bị ngồi xích qua cho em, cho chị Ba Gon ngồi với con. Ba Gon thấy không? Thấy chị Ba Gon không? Không. Biết gì vậy? Sen. Hạt sen á. Ăn nó mát lắm á. Vui quá, cả nhà mình vui quá. Thấy vui không? Nhà vui, bị ngồi nào đẩy rồi. Đẩy cái ly lại coi coi. Đẩy nhẹ thôi nha. Đẩy lại đi. Đẩy lại chỗ Út nè. Trời ơi. Nhẹ Ngọt hợp quá. cảm. Ngoài ăn cái đầu. Đậu. Cái gì quên này, sao mẫu lượng số lượng con này cái gì mà chờ đậu ôi chị bà ba ngon chứ hả chị bà ba phải không ngoài hả về này cái hồi đậu gì không có ăn của con đi con lấy cái muỗng của con múc miếng thôi đừng có liếm chưa rồi múc em múc của bên một quả miếng thôi ăn thử thôi. Cái này cũng ngọt nhiều ăn ngon chứ ha. Cho đứa đừng có đường. Tại nóng rồi hẳn có đường sẵn rồi. Có đường cho nữa ngọt ngay luôn. Ngon rồi. Cái đậu phộng giòn giòn hơn. Nó tao mà bỏ vô cái nước đá là ngọt nó giòn hơn. Vậy không? Cái gì ngon ha. Cái đậu mềm á. Hồi đó nhớ Tân Thánh ăn dở cái đậu cứng ngắt. Anh thịt gì? Anh thịt gì? Mẹ ăn gì? Có cụ bán nên thôi ăn đi dữ dẫm nè. Nó dư thằng này thịt gì? Táo tàu. Ngon quá. Lâu rồi mình. 12.000 thôi, tôi đi chè 15 15 à? Lên 18 thôi. Vậy là lên hồi đó, gửi một cái 12.000 thôi à, đâu rồi. Từ hồi mà chở cái đâm không, giờ là 15 năm chứ không phải đâu. Vậy hả? Chắc hồi cái hồi tôi đi học á. Anh hai đâu ta? Ngon quá à. Ngon không em? Ngon mát không? Nhớ ăn nữa không? Mình mất con nữa, con nhớ cái đó ăn nước nước không lên cho con. Trộn lên cho. Nước hả nồi nấu đâu ăn được mấy cái xong phải chờ mẹ về mới ăn được kia chờ tới mấy hồi nữa mẹ về chờ là sinh nhật của con bánh kem
lát đi lạnh. Thử cái thầu ngon không? Tại chưa ăn cơm nữa. Đói, ăn cơm rồi ăn ngon ngon ngon. Như các bác ăn ngày trước, sao để ăn được kia, chứ ăn được kia có ngày bỏ. Dầu kia tối là mình ăn no à. Ngon đi. Ngon. Ngon. Rất là ăn, rất là thích dầu. Đúng rồi đó. Ăn cho cái này. Vui hen, thấy con vui chứ bộ. Chiều nay sinh nhật vui nữa. Bây hồi đó có con có làm sinh nhật ăn bánh kem chưa? Có chưa? Hả? Có chưa con? Trời ơi, có cái xe chạy đáy vậy. Cái tóc còn chấm vô cái ly chè của ngoại bây giờ. Rất lạnh luôn. Nước cốt dừa ngon.